Chào mừng các bạn đến với chương trình English for Beginners của thầy Lý Công Khanh. Những bài học ở đây được thiết kế với những topic rất quen thuộc với đời sống hàng ngày. Các bạn chỉ cần dành khoảng 15 đến 20 phút mỗi ngày để các bạn xem video và luyện tập qua video là các bạn có thể lấy lại được căn bản tiếng Anh ha. Nào, let's start with unit 1, greetings. Chúng ta vào cái unit đầu tiên với topic là chào hỏi. In lesson A, you will have some activities. Các bạn sẽ có một số hoạt động trong lesson A như sau. Thứ nhất là warm up. Chúng ta sẽ có một cái hoạt động để khởi động ha. Conversations, chúng ta sẽ có một vài bài đối thoại và sau đó các bạn sẽ học vocabulary từ vựng với chủ đề về chào hỏi và giới thiệu ha. Now, let's begin with a warm up activity. Chúng ta bắt đầu với một cái bài khởi động nhỏ ha. Please look at the pictures. Which people do you think are meeting for the first time? Các bạn nhìn vào hình và suy đoán xem những người nào gặp nhau lần đầu tiên. So, look at the first picture. Nhìn vào hình đầu tiên. Có vẻ như Sarah và Gavin ha đang ngồi giữ khoảng cách với nhau và họ quay sang nhìn nhau. Chúng ta có thể suy đoán rằng Sarah and Gavin are meeting for the first time. Có vẻ như Sarah và Gavin mới gặp nhau và làm quen lần đầu tiên thôi ha. Now, let's look at the second picture. Chúng ta nhìn vào hình thứ hai. Chúng ta có thể tạm suy đoán Emma, Oliver and Harry are in a family. Có vẻ như ba người Emma, Oliver và Harry là người cùng trong một gia đình ha. And Sophia may be the girlfriend of Harry. Có vẻ như Sophia là cô bạn gái của Harry. Và Harry đang giới thiệu cô bạn gái của mình cho bố mẹ. Suy ra, mình tạm suy đoán là Emma, Oliver and Sophia are meeting for the first time. Ba nhân vật này có vẻ là mới gặp nhau lần đầu tiên ha. Đó bao gồm bố mẹ của Harry và cô Sophia. Now, you will listen to some conversations. Bây giờ các em sẽ lắng nghe vài bài đối thoại ha. So, are you ready? Let's begin. Breakthrough Plus Intro Level by Miles Craven. Class Audio, published by Macmillan Education, a division of Macmillan Publishers Limited. Copyright Macmillan Publishers Limited, 2013. Unit 1, page 6, Conversation. Hello, I'm Jake. I'm from Canada. Nice to meet you, Jake. I'm Cindy. I'm from China. Hi, I'm Sarah. I'm from Lebanon. Hello, Sarah. I'm Gavin. I'm from Australia. Great to meet you, Gavin. Hi, I'm Steve. Hiya, Steve. Good to meet you. I'm Anna. Nice to meet you, Anna. I'm from Mexico. How about you? I'm from Chicago. Ah, so you're American? Yes, that's right. All right. Rồi, các em vừa lắng nghe một số bài đối thoại người ta chào hỏi nhau ha. Now, you will learn some vocabulary. Bây giờ các em sẽ học một số từ vựng ha mà nó đã xuất hiện trong những bài đối thoại này. So the first word, hello. Hello, đây là một cái exclamation, một cái thán từ ha. Hello is used when meeting or greeting someone. Chúng ta sử dụng từ hello khi mà chúng ta gặp gỡ hoặc là chào hỏi ai đó. Hello có nghĩa là xin chào. For example, ví dụ. Hello Paul, I haven't seen you for ages. Xin chào Paul, đã lâu lắm rồi tôi không gặp bạn. Hello. Hello. Hi. Hi. Từ hai này cũng là một loại thán từ
Hi is used as an informal greeting, usually to people who you know. Hi sẽ được dùng ha đối với những cái cuộc gặp gỡ mà nó thân mật, nó không có trang trọng và thường được dùng với những người mà bạn thường là biết rồi ha, đã biết rõ về họ rồi. Hi có nghĩa là chào. Ví dụ, Hi, how are you doing? Xin chào, dạo này khỏe không? Đó, ha, rồi. Next, I là một pronoun, tức là một đại từ ha, đại từ nhân xưng. I is used as a subject of a verb when the speaker or writer is referring to himself or herself. Đại từ nhân xưng I được dùng ha như là một chủ ngữ của một động từ khi mà người nói hoặc là người viết đang đề cập đến chính anh ta hoặc chính cô ta. Ha, đề cập đến chính mình thì mình dùng I. I ở đây được hiểu là tôi, mình, tớ hoặc là thân mật chút thì là tao ha. Ví dụ, he and I are old friends. Anh ta và tôi là những người bạn cũ. You này cũng là một cái đại từ nhân xưng. You is used to refer to a person or people being spoken or written to. You ha, sẽ được dùng để đề cập đến cái người hoặc là những người nào đó ha, đang được nói đến hoặc đang được viết về. You ở đây tùy vào cái đối tượng đang nói với mình là ai mà chúng ta có thể dịch là bạn mà. Nó là số nhiều mà nghĩa là các bạn. Hoặc là khi người đối diện mình là nam mà lớn hơn mình thì mình có thể xưng hô là anh, là ông. Hoặc là người đối diện với mình là phụ nữ mà muốn xưng hô lịch sự thì mình có thể nói là chị nè, bà. Hoặc you ở đây cũng có thể đề cập đang nói với những người nhỏ hơn mình có thể xưng hô là em. Tùy vào cái ngữ cảnh mà you nó sẽ có những cái ngữ nghĩa khác nhau. Ví dụ, you look nice. Trông bạn có vẻ rất là xinh, trông bạn rất là đẹp ha. Hoặc là I love you ha, anh yêu em. Lúc này chưa lại mang nghĩa là em ha. Đây. Next, chúng ta có một số từ liên quan đến countries, liên quan đến tên quốc gia ha, tên quốc gia. First one, Canada, nước Canada. Rồi em chú ý là cái chữ đa cuối cùng ha, chúng ta đọc nhẹ thành thôi, chúng ta cũng không đọc là chữ đa nha, không đọc là Canada giống như tiếng Việt ha. Canada. China là nước Trung Quốc, đừng đọc China nha các bạn, China là bị nhiễm tiếng Việt rồi. China. Lebanon. Đây là nước, đất nước Liban ha, một đất nước nằm ở vùng Tây Á. Lebanon. Australia. Chúng ta sẽ nhấn âm thứ hai ha, chúng ta sẽ nhấn âm thứ hai giống như cái phiên âm mà thầy có đưa lên màn hình cho các bạn đó ha. Australia. Đây là nước Úc. Mexico. Đây là nước Mexico ha, Mexico. Một đất nước nằm ở Trung Mỹ. Và America. Đây là tên gọi ngắn gọn của nước Mỹ. Của nước Mỹ ha. Hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ, the USA. Chúng ta hay thường gọi tắt là nước Mỹ. America. Rồi, các em đọc lại một lần nha. Tên các quốc gia. Canada. China. Lebanon. Australia, Mexico, America. Right. Rồi chúng ta có những cái expressions, những cái cụm từ nice to meet you, great to meet you, good to meet you. Chúng là polite ways of greeting someone when you meet them for the first time. Là những cái cách chào hỏi ai đó mà lịch sự ha, khi mà bạn gặp họ lần đầu tiên. Chúng ta đều dịch chung là rất vui được gặp bạn ha. Rất vui được gặp bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ luyện tập đọc
những cái đoạn đối thoại này ha. Hồi nãy nghe rồi, bây giờ tới đọc. Alright. Hello, I'm Jack. I'm from Canada. Xin chào, mình là Jack. Mình đến từ nước Canada. Nice to meet you, Jack. I'm Cindy. I'm from China. Rất vui được gặp bạn, Jack. Mình là Cindy. Mình đến từ nước Trung Quốc. Hi, I'm Sarah. I'm from Lebanon. Chào, mình là Sarah. Mình đến từ nước Liban. Hello, Sarah. I'm Gavin. I'm from Australia. Xin chào, Sarah. Mình là Gavin. Mình đến từ nước Úc. Great to meet you, Gavin. Rất vui được gặp bạn, Gavin. Hi, I'm Steve. Chào, mình là Steve. Hi, Steve. Good to meet you. I'm Anna. Chào, Steve. Rất vui được gặp bạn. Mình là Anna. Nice to meet you, Anna. Rất vui được gặp bạn, Anna. I'm from Mexico. How about you? Mình đến từ nước Mexico. Còn bạn thì sao? I'm from Chicago. Mình đến từ Chicago. Ah, so you're American. Ah, vậy ra bạn là người Mỹ. Yes, that's right. Ừ, đúng rồi. Now, you will practice the conversations with a partner. Bây giờ các em sẽ luyện tập những bài đối thoại này với ha một cái partner. Tuy nhiên có thể lúc các em xem video thì không có ai đang học chung với mình thì các em sẽ practice với thầy. Ha. Rồi, bây giờ thầy sẽ là nhân vật đầu của những cái bài đối thoại này và các em sẽ là nhân vật số 2. Rồi, thầy đọc trước, sau đó đến các em đọc cái đoạn của mình nha. Hello, I'm Jack. I'm from Canada. Hi, I'm Sarah. I'm from Lebanon. Great to meet you, Gavin. Hi, I'm Steve. Nice to meet you, Anna. I'm from Chicago. Yes, that's right. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ swap vai ha, chúng ta sẽ hoán đổi vai. Bây giờ các em sẽ là nhân vật đầu của những bài đối thoại này, còn thầy sẽ là người thứ hai. Rồi, you go first, các em đi trước nha. Nice to meet you, Jack. I'm Cindy. I'm from China. Hello, Sarah. I'm Gavin. I'm from Australia. Hi, Steve. Good to meet you. I'm Anna. I'm from Mexico. How about you? Ah, so you're American. Alright, that's good. Now, bây giờ trước khi thầy kết thúc cái lesson A của Unit 1, thầy mời các bạn xem một cái video. Nãy giờ chúng ta học lý thuyết cũng nhiều rồi. Bây giờ chúng ta xem một cái video ngắn ha, về một cái chủ đề đó là hello, về chủ đề xin chào ha. Rồi, mời các em theo dõi video. Hello teacher, hello teacher, how are you? How are you? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Rồi, một cái video cũng
giai điệu rất là vui nhộn ha. Rồi, tới đây thì Lesson A của Unit 1 Readings cũng đã kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi video của thầy. Hẹn gặp lại các em ở lesson tiếp theo cũng của Unit 1 Readings. Thank you for watching this video and see you in the next lesson. Goodbye!